Chào các em học sinh thân, các em phần đại số 7 về chủ đề biểu đồ nhé. Đầu tiên, trước khi bước vào bài mới, cô sẽ nhắc lại cho các em về kiến thức ở bài trước. Cô có bài toán như sau. Đề bài yêu cầu câu A, dấu hiệu ở đây là gì? Vậy, để tìm được dấu hiệu của bài toán thì chúng ta phải nhớ lại kiến thức của bài toán như sau. Dấu hiệu là những vấn đề mà người ta quan tâm tìm hiểu hoặc đi điều tra. Do đó, dấu hiệu ở đây cô tìm được chính là số cây trồng được của mỗi lớp. Vậy, để lập được bảng tần số thì chúng ta phải nhớ đến bảng tần số có hai dạng. Một là dạng nằm ngang, hai là dạng dọc. Dù là bạn nằm ngang hay dạng dọc thì bảng tần số sẽ có hai cột, cột giá trị và cột tần số. Cột giá trị này, các em sẽ tìm các giá trị khác nhau trong bảng trên để ghi và theo thứ tự tăng dần từ nhỏ đến lớn. Sau khi các em ghi các giá trị được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lên cột giá trị, thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi đếm cột tần số. Vậy thì, tần số là gì? Là số lần xuất hiện của giá trị. Vì vậy, số 28 chúng ta sẽ đi đếm và kiểm tra xem số 28 này xuất hiện mấy lần. Sau khi đếm, cô thấy số 28 xuất hiện 2 lần. Tương tự như vậy, cô cũng đi đếm số 30 thì cô thấy rằng số 30 của cô xuất hiện 8 lần. Cô đi đếm số 35 thì cô thấy rằng số 35 xuất hiện 7 lần. Tương tự như vậy cho số cuối cùng, đó là số 50, thì cô nhận thấy rằng số 50 của cô cũng xuất hiện 3 lần. Sau khi đi tính tần số của các giá trị ở trên, thì cột cuối cùng của cô sẽ đi tính đó là tổng các tần số. Cô đếm được là bằng 20. Và để được biết rằng bài toán mình làm đúng hay làm sai, thì bây giờ cô có điều lưu ý dành cho các em. Chúng ta sẽ so sánh tổng các tần số và tổng số mà trong bảng trên người ta cho. Nếu như chúng bằng nhau, vậy thì cô đã đếm đúng. Sau khi cô kiểm tra rằng, thì cô thấy tổng các tần số và tổng các con số được cho trong bài toán là như nhau. Vì vậy, cô đã lập đúng bảng tần số. Vậy thì, ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người ta còn dùng biểu đồ để cho hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể biểu diễn giá trị và tần số của chúng bằng biểu đồ? Chúng ta bước qua bài số 3, bài hôm nay chúng ta học, đó là bài biểu đồ. Trong thực tế có rất nhiều loại biểu đồ, như biểu đồ về hình hộp chữ nhật, biểu đồ hình tròn, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình chữ nhật. Và bài hôm nay cô dạy cho các em, cô chỉ xét về biểu đồ đơn giản nhất, đó là biểu đồ đoạn thẳng. Trong bài biểu đồ đoạn thẳng này, đầu tiên cô sẽ lấy cho các em phần ví dụ. Ví dụ này cũng yêu cầu chúng ta đã đi tìm dấu hiệu của bài toán và lập bảng tần số. Vậy thì tương tự như kiến thức lúc đầu cô đã nhắc lại cho các em rồi, thì bây giờ cô sẽ đi tìm dấu hiệu ở đây. Dấu hiệu chính là số cây trồng được của mỗi lớp. Và bảng tần số cô lập được, cô cũng có được tất cả là 4 giá trị khác nhau. Tương ứng với 4 giá trị khác nhau này, cô cũng sẽ có các tần số tương ứng của chúng. Sau khi lập được bảng tần số rồi, thì dựa vào bảng tần số này, cô sẽ vẽ được biểu đồ đoạn thẳng theo 3 bước như sau. Bước 1, dựng hệ trục tọa độ. Trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn các giá trị tần số n. Các em lưu ý, ở đây độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau. Và bây giờ cô bắt đầu tiến hành dựng hai trục nhé. Đầu tiên cô sẽ dựng trục thứ nhất, đó là trục hoành trước. Trục hoành là trục nằm ngang nha các em.
Trục hoành ở đây chính là trục biểu diễn giá trị ít. Tương tự như vậy, cô cũng đi dựng trục tung. Trục tung là trục thẳng đứng nha các em. Trục tung này biểu diễn tần số N. Ở góc, cô sẽ biểu diễn số 0. Sau khi cô dựng hai trục, thì cô sẽ biểu diễn các số trong cột giá trị lên cột trục hoành, còn các số trong cột tần số lên trên trục tung, tức là trục tần số ở trên nằm thẳng đứng. Các em lưu ý, khi biểu diễn các số của cột giá trị và cột tần số lên trên hai trục thì nhớ rằng độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau. Và sau khi cô biểu diễn các số lên trên hai trục rồi thì cô tiến hành bước thứ hai. Đó là bước xác định điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó. Ví dụ như số 28 xuất hiện 2 lần, số 30 xuất hiện 8 lần, số 35 xuất hiện 7 lần, số 50 xuất hiện 3 lần. Và các em lưu ý, khi ghi điểm có tọa độ của cặp số thì chúng ta nhớ rằng giá trị viết trước, tần số viết sau nha. Và bây giờ cô bắt đầu đi nối. Cô biểu diễn điểm 28 với số 2, cô có được 1 điểm. Cô biểu diễn điểm 30 với số 8, cô có được 1 điểm. Tiếp theo, 35 với số 7, cô có được 1 điểm. Tiếp theo, số 50 với số 30, số 50 với số 3 cô có được 1 điểm. Sau khi cô có được điểm của có các cặp độ, điểm có tọa độ là cặp số rồi thì bây giờ cô sẽ tiến hành bước thứ 3. Bước thứ 3 này chính là nối mỗi điểm với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Sau khi nối xong thì bây giờ đây được gọi là biểu đồ đoạn thẳng. Và hình dạng của biểu đồ đoạn thẳng như sau. Dựa vào biểu đồ vừa dựng, ta có thể đọc được nội dung gì về số cây trồng của mỗi lớp? Ta đọc được 3 điều. Điều thứ nhất, có 2 lớp trồng được ít cây trồng nhất, đó là 28 cây. Có 3 lớp trồng được nhiều cây nhất là 50 cây. Và đa số các lớp trồng được từ 30 đến 35 cây. Và bây giờ cô sẽ củng cố lại kiến thức cho các em cách dựng biểu đồ đoạn thẳng. Để dựng biểu đồ đoạn thẳng, ta có 3 bước. Bước 1, dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn các tần số n. Bước 2, xác định các điểm có tọa độ là các cặp số gồm giá trị và tần số của nó. Bước 3, nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Sau khi dựng được 3 bước thì chúng ta sẽ có được một biểu đồ đoạn thẳng. Vậy, có khi người ta thay các đoạn thẳng này bằng các hình chữ nhật. Và vì vậy, cô có một biểu đồ mới. Biểu đồ này có tên gọi là biểu đồ hình chữ nhật. Vậy thì ở đây, nãy giờ cô đã giới thiệu cho em ngoài biểu đồ đoạn thẳng ra thì chúng ta có thêm một biểu đồ mới được gọi là biểu đồ hình chữ nhật. Cũng có khi hình chữ nhật sẽ được vẽ sát nhau để diễn và để dễ nhận xét và so sánh hơn. Và lưu ý nho nhỏ dành cho các em như sau. Khi vẽ biểu đồ hình chữ nhật thì khi các hình chữ nhật khi thay thế bằng đoạn thẳng thì đáy dưới của hình chữ nhật nhận điểm biểu diễn giá trị làm điểm là trung điểm. Cô có một chú ý nho nhỏ dành cho các em như sau. Cô có biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá từ năm 1995 đến năm 1998. Và dựa vào biểu đồ này, các em có nhận xét gì về tình hình tăng giảm diện tích rừng nước ta?
Dựa vào biểu đồ thì cô có hai nhận xét như sau. Thứ nhất, trong những năm 1995 đến năm 1998, rừng nước ta bị tàn phá nhiều nhất vào năm 1995. Còn năm 1996 giảm rất nhiều, nhưng đến năm 1997 lại có xu thế tăng. Ngoài các biểu đồ vừa giới thiệu thì cô có thêm một số biểu đồ mới cô sẽ giới thiệu thêm cho các em nhé. Như biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột và biểu đồ tiếp theo đó là biểu đồ hình tháp. Và bây giờ để củng cố lại các kiến thức và sấy sâu hơn về nội dung bài học hôm nay thì cô và các em cùng bước qua phần bài tập nhé. Bài tập của cô lấy bài 10 trong sách giáo khoa trang số 14 ra để giải. Bài toán có nội dung như sau. Điểm kiểm tra toán học kỳ 1 của học sinh lớp 7C được cho trong bảng 15. Bảng 15 này chính là bảng tần số luôn rồi đó các em. Ở câu A, đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm dấu hiệu ở đây là gì? Đồng thời đi tìm số các giá trị là bao nhiêu? Còn câu B, đề bài yêu cầu chúng ta biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Vậy thì cũng sử dụng kiến thức đầu tiên mà cô đã ôn tập cho các em rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm được dấu hiệu của bài toán là gì? Dấu hiệu ở đây chính là điểm kiểm tra toán học kỳ 1 của học sinh lớp 7C. Số các giá trị chính là bằng 50. Số các giá trị được ký hiệu là N in hoa nha các em. Và dựa vào bảng tần số mà đề bài đã cho thì cô sẽ vẽ được biểu đồ đoạn thẳng. Các em lưu ý, trong bài đề bài cho chúng ta bảng tần số, nhưng ở cột giá trị này các em lưu ý cho cô ba giá trị 0, 1, 2. Các em thấy rằng gì? Các giá trị 0, 1, 2 này đều có tần số là bằng 0. Vì vậy, khi vẽ biểu đồ đoạn thẳng thì các giá trị 0, 1, 2 này sẽ được thay thế bởi các điểm trên trục giá trị nha các em. Đồng thời, dựa vào biểu đồ, các em hãy nhận xét cho cô biết điểm kiểm tra học kỳ 1 của học sinh lớp 7C nhé. Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng thì cô có nhận xét như sau. Lớp 7C có 50 học sinh. Có duy nhất một học sinh đạt điểm 10. Có hai học sinh đạt điểm thấp nhất là điểm 3. Đa số đạt điểm trung bình từ 5 và 6 điểm. Và bây giờ, để củng cố lại kiến thức và qua bài học hôm nay thì chúng ta cần phải nhớ những gì? Thì các em thấy rằng, qua bài học hôm nay, chúng ta làm quen được với hai biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình chữ nhật. Trong phần biểu đồ thì chúng ta nhớ lưu ý cho cô, dựa vào biểu đồ thì cho ta những ý nghĩa nào? Thì nó cho ta hai ý nghĩa. Một là nó sẽ minh họa giá trị dấu hiệu và tần số. Hai, dựa vào biểu đồ các em có thể đọc được nội dung của bài, đồng thời có thể nhận xét được xem coi bài toán cho chúng ta những gì. Đồng thời, qua bài học hôm nay, chúng ta cũng phải lưu tâm cho cô ba bước dựng biểu đồ nhé. Để dựng biểu đồ, ta có 3 bước. Bước 1, dựng hệ trục tọa độ. Bước 2, xác định các điểm có tọa độ cho trong bảng tần số. Bước 3, vẽ các đoạn thẳng. Vậy thì, thông qua bài học hôm nay, dựa vào biểu đồ, chúng ta thấy rằng tình hình diễn biến trên thế giới và tình hình diễn biến COVID tại Việt Nam như thế nào? Không chỉ là phản ánh được các nội dung trong bài, mà dựa vào biểu đồ, các em có thể đọc được diễn biến COVID-19 trên thế giới và diễn biến COVID của Việt Nam, được cập nhật vào ngày 4 tháng 4 lúc 18 giờ nha các em. Thì các em thấy rằng điều gì? Số người nhiễm ngày một tăng, nhưng số người bình phục thì rất thấp. Vì vậy, để giảm được số người nhiễm COVID-19 trên thế giới lẫn ở Việt Nam, thì Bộ Y tế có khuyên bảo chúng ta như sau. Thứ nhất là nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Thứ hai là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch kháng khuẩn. Tiếp theo đó là các em nên súc họng khi ra ngoài hoặc là khi trở về nhà. Và điều đặc biệt ở đây, nếu các em hạn chế ra ngoài và nếu như chúng ta không cần thiết thì chúng ta không nên ra ngoài nhé.
Và nếu có dấu hiệu bất thường thì các em nên gọi cho số điện thoại nóng của Bộ Y tế, đó là 1900 9095 hoặc 1900 3228 nha các em. Vậy bây giờ để sấy sâu hơn về kiến thức thì cô sẽ cho các em hai bài tập luyện tập ở nhà để các em có thể nhớ hơn về kiến thức của chúng ta đã học từ nãy đến giờ. Hai bài tập của cô có nội dung như sau. Và bây giờ sau khi các em học qua bài này rồi thì bây giờ các em nhớ cho cô là chúng ta phải biết bảo vệ mình trong những ngày mà Bộ Y tế khuyên bảo nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tập tốt.